Dạ rồi, Văn Quỳnh xin được mến chào tất cả quý khách hàng ạ. Thì hiện tại Văn Quỳnh đang có mặt ở xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Đó thì trên màn hình của quý anh chị đây là trục đường này là đường số 500. Đường này thì có lộ giới 12 mét anh chị nhá. Đó, quý anh chị mình đi thẳng hướng này này, mình đi thẳng hướng này khoảng cỡ 200 mét thôi là ra ngay đường đường Phạm Văn Cội đó anh chị. Đó. Còn hướng này thì nó cũng thông ra luôn tại vì nó tuyến đường này nó bo vuông góc hình ô vuông đó chị, hình bàn cờ đó. Đó, cái đường này thì đường theo quy hoạch bàn cờ. Đó, hôm nay thì chính chủ đang gửi lại cho Văn Quỳnh một lô đất ngay mặt tiền đường số 500 này luôn. Đây anh chị. Đó thì lô đất này thì có diện tích là 385 mét vuông. Tính từ cọc này này anh chị, tính từ cái cột này đây. Đây anh chị. Anh chị ha. Đó từ từ đây mình đi qua bên này cho em khoảng 6 mét là mặt tiền đấy chị ha. Đây nó có cái vạch đỏ này, sơn loa màu đỏ đây. Tức là từ đây đi qua kia 6 mét anh chị ha, 6 mét mặt tiền. Và sâu vào cho em là 64 mét anh chị, sâu vào cho em 64 mét. Đó, là mặt tiền ngang 6 anh chị ha. Từ đây qua bên này. Đó nó có cái cổng đó đây. Nó có cổng anh chị ha. Thì ngang 6 dài 64 đó anh chị. Thì lô này có tổng diện tích là 385 mét vuông và trong đó thì có là 300 mét vuông thổ cư. Đó, có 300 mét vuông thổ cư và còn lại là 85 mét vuông là đất trồng cây lâu năm anh chị ha. Đó, xung quanh là khu dân cư này. Đó, khu dân cư anh chị ha. Thì với cái diện tích như vậy á, mình có thể là thiết kế làm nhà vườn nghỉ dưỡng này hoặc là mình đầu tư lâu dài. Đó, đường này thì nó lộ giới nó 12 mét thì tính từ tìm đường này này vào cho em là 6 mét này, chắc nó vào ngay cái cột này luôn anh chị. Vào ngay đó luôn. Này thì sổ hồng riêng rồi. Chính chủ cũng đang rất là cần tiền. Đó, cho nên là hôm nay gửi lại cho Văn Quỳnh bất động sản. Lô này với cái giá là 2 tỷ 3 anh chị nhá. Lô này có giá là 2 tỷ 3. Đó, sổ hồng riêng. Mua bán là công chứng ngay anh chị nhá. Đó, mặt tiền đường số 500 thuộc xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, 385 mét vuông, có 300 mét vuông thổ cư và 85 mét vuông là đất trồng cây lâu năm anh chị nhá. Đó thuộc khu dân cư hiện hữu này. Đó, khu dân cư hiện hữu đây. Bên này là các cái biệt thự rất là đẹp. Này nhà 2 tầng rất là đẹp anh chị ha. Đây chị, hàng xóm của mình rất là đẹp này, xây nhà cực kỳ đẹp luôn. Đó, mình có thể theo thiết kế này mình xây dựng anh chị ha. Đây, bên này có một căn nhà một trệt một lầu cực kỳ đẹp này, thiết kế xây dựng rất là đẹp nha. Và đối diện cũng có một căn nữa. Đây, chà, với cái lô đất rất là rộng mà mình xây nhà rất là đẹp anh chị ha. Ở đây thì ngay khu dân cư rồi. Đó, về mình thiết kế và xây dựng nhà rất là đẹp. Mặt tiền đường số 500, đường nhựa rồi. Đó, thuộc xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Đó thì quý anh chị nào mà quan tâm, vui lòng liên hệ cho Văn Quỳnh Bất Động Sản theo số điện thoại là 0909 192 106 anh chị ha. Đó, và quý anh chị nhớ bấm đăng ký kênh để mình cùng cập nhật thêm nhiều video về nhà đất giá rẻ tại khu vực huyện Củ Chi anh chị nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.